Rồi, ok, hello các bạn đang xem video của mình nha. Thì bữa giờ mình nhận được khá là nhiều cái câu hỏi, nhất là của những bạn mà kiểu mới vừa chơi cây bắp mồi đó. Đó là các bạn thường thường hỏi mình rằng là cái viên nén sơ dừa. Đây, mình có sưu tập được một cái viên nén. Thực sự là mình có hai viên, lần cái viên này là cái nguyên bản bản của cái viên nén sơ dừa, còn cái viên mà mình ngâm đây. Mình sẽ để đây, xíu nữa mình sẽ thuyết trình nha mọi người. Thì cái viên nén sơ dừa này là được khá là nhiều bạn mới vừa chơi, các bạn săn tìm, săn đón, và các bạn quay lại mình, các bạn hỏi cái viên này lấy để trồng cái cây bắp mồi được hay không. Thì để ngắn gọn xúc tích nhất, mình xin trả lời là được, nhưng tùy trường hợp nha mọi người. Không phải là cái viên nào nó cũng trồng được đâu. Thì mình sẽ thuyết trình sơ sơ qua về cái viên này nó là cái gì. Thì cái viên này được người sản xuất họ quảng cáo rằng là viên nén ươm hạt, viên nén sơ dừa ươm hạt, hoặc là viên nén ươm hạt, viên nén dinh dưỡng ươm hạt gì đấy, rất là nhiều tên. Nhưng chung quy lại là nó làm từ sơ dừa. Sơ dừa họ gói trong một cái kiểu giống như là một cái màn vậy mọi người. Cái hình như là mình nhớ không làm là cái giống như cái trà túi lọc gì á. Họ nén lại, họ dùng cái máy họ nén rất là cứng nha. Cứng lắm mọi người. Thì á, bên trong viên nén này nó có cái gì? Thì một số nhà sản xuất họ lười biếng, thì họ sẽ trộn sơ dừa 100% vô trong này. Còn kiểu nhà sản xuất họ siêng năng hơn một xíu, tức là họ sẽ trộn sơ dừa mà đã qua xử lý. Sơ dừa đã qua xử lý là cái gì, mình sẽ thuyết trình cho mọi người. Đây thì đây là một bịch sơ dừa mình mua nè. Thì cái sơ dừa này là họ đã xử lý. Vùng dừa của S Farm thì cái bịch này cũng đã lên video cũng vài lần rồi. Đấy, thì nhà sản xuất thì họ sẽ lấy cái sơ dừa này họ nén nó lại thành thành cái viên đó. Đây, còn những nhà sản xuất mà kiểu họ có tâm với nghề thì họ sẽ trộn một ít dinh dưỡng vào, thì có thể là họ sẽ trộn phân NPK nè, rồi các chất dinh dưỡng đạm cá đồ các kiểu, còn đại điểu rất là nhiều. Còn nhà sản xuất cực kỳ có tâm thì là họ sẽ trộn hầm ba lần sáng cấu, thì cũng là trộn phân NPK rồi các chất dinh dưỡng khác, rồi các hoạt chất kích rễ rồi các thứ vân vân để mà kích thích hạt nó nảy mầm. Thì khi đây mình sẽ lấy một cái cục mình đã ngâm sẵn từ trước. Đây, thì so sánh về kích thước thì nó gần như là gấp 3 luôn nha mọi người. Nó gấp 3 cái kích thước thật ban đầu. Đây, đó, để sẵn mình làm một tấm hình thumbnail luôn, các bạn thông cảm nha. Thì cái này là kích thước gấp 3. Thì được khá là nhiều bạn mới chịu chơi, các bạn chọn lựa vi. Cái viên này thật sự mình mua nó có 1000 mấy rồi mọi người, có 1100, 1200 gì à. Nó cực kỳ rẻ luôn, với lại cái kích thước nó nhỏ, phù hợp với là các bạn nào mà kiểu các bạn chỉ có một cây thôi. Chứ mà các bạn không nghĩ rằng là chắc không thể nào mà mua một cái bịch sơ dừa bự chà bá lửa về các bạn xài không hết rồi biết khi rồi nó sẽ phí tiền, nên các bạn đi mua cái viên nén này. Rồi ok, để so sánh xem là cái viên nén này nó cỡ bằng bao nhiêu cái chậu nha mọi người. Đấy, thì theo mình đánh giá là nó cũng cỡ phân nửa cái chậu, là cạnh là 5 cm nha. Vậy là các bạn phải mua tới 2 viên các bạn mới có thể là lấp đầy được một cái chậu. Rồi thì quay trở lại với vấn đề chính là cái viên này trồng trồng cái cây bắp mồi được hay không. Thì những trường hợp mà cái viên này có thể trồng được, đó là những nhà sản xuất kiểu lười biếng, đó chính là họ sử dụng cái sơ dừa nguyên chất 100%, họ nén lại. Thì khi mà họ nén á, nhìn rất là dễ biết nha mọi người. Đây mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ, đây là một cái nước cực kỳ trong luôn nha mọi người. Mình sẽ dắt cái cục sơ dừa này ra cho nước nó chảy. Chảy ra nào. Nó hút rất là nhiều nước nha mọi người. Đấy, thì cái này là sơ dừa đã xử lý rồi nha mọi người. Sơ dừa mà chưa xử lý nó như thế nào? Đó chính là các bạn vắt cái nước ra nó vàng khè luôn, như nó giống như là cái màu nước màu cánh gián đó mọi người, hay caramel, màu của cái đường thắng mà caramel á. Còn cái này là đã xử lý rồi nha. Thì cái
viên nén này cũng có thể là tạm chấp nhận được, tạm chấp nhận được để trồng nha. Bây giờ mình sẽ đo cái chỉ số BPM bên trong này xem là họ có trộn phân vào hay không nha mọi người. Ok, thì đây là một cái bút đo BPM. Thì độ BPM là cái gì? Đó chính là độ chất hòa tan trong nước. Ví dụ như là các bạn hòa tan 1 gram phân bón vào bên trong 1 lít nước là nó sẽ ra 1000 BPM nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắm vào xem là bên trong này đã có cái gì không. 200 mấy, 194. Yeah, rất là ok nha mọi người. Vậy là cái viên nén này có thể là trồng được nha. Còn cái loại viên nén mà nó quá là cao cấp đi là họ sẽ trộn rất là nhiều phân bón vào để mà kích thích cái cây nó nảy mầm, thành ra là sẽ không có trồng được cây nha. Nói chung là kiểu rất là hên xui. Thì lời khuyên chân thành nhất của mình dành cho các bạn là các bạn hãy đi ra ngoài tiệm cây kiểng, các bạn nài nỉ cô bán hoặc là chú bán bán tiệm á, cho cháu mua chừng 5.000, 10.000 gì sẽ vừa, vì cháu trồng một cái cây nó rất là nhỏ, các bạn cứ nài nỉ đi là họ sẽ bán cho các bạn 50.000 cái bịch sơ dừa. Dừa cũng tương đối là to đó mọi người, vì một bịch sơ dừa size cực kỳ lớn luôn, size lớn nhất á là mình mua nó chỉ có 40.000 thôi, mà vì cái bịch đó là mình xài cũng 1/3 rồi, và cũng đã lên rất là nhiều lần trên video là một bịch cực kỳ to luôn, bịch thức ăn mà cỡ 50kg á, thức ăn chăn nuôi á đó, họ đóng vào bên trong cái bịch đó nó rất là rẻ. Rồi ok, nói chung là các bạn cứ nài nỉ đi sơ dừa thì rồi ok, thì thỉnh thoảng sẽ có tiếng ồn vì vườn của mình nó sát đường luôn, với lại gần đây là có cái tiệm sửa xe nên họ thử xe máy đó mọi người đó, các bạn thông cảm nha. Quay trở lại với vấn đề của chúng ta, đó chính là các bạn cứ ra ngoài các bạn năn nỉ họ đi là họ sẽ bán cho các bạn thôi, không có vấn đề gì cả. Thì sơ dừa này mua được ở đâu? Một số bạn kiểu giống như là mới lần đầu biết tới cái việc mà trồng cây luôn, thì các bạn sẽ hỏi, các bạn thường hay hỏi mình là sơ dừa mua ở đâu vậy anh? Thì bây giờ sẽ bán ở những tiệm bán cây cảnh nha mọi người. Ở cây cảnh hình như là đa số những tiệm nào nó cũng có bán sơ dừa đó. Quan trọng là các bạn mua bịch to hay bịch nhỏ thôi, là họ sẽ chia cho các bạn cứ năn nỉ đi. Rồi ok, vấn đề của chúng ta đã tạm kết thúc ở đây nha. Thì viên nén sơ dừa này thì mình để mình ươm hạt thôi, chứ mình thì quá là nhiều sơ dừa rồi nên thành ra là không có xài chi nữa để mà ươm hạt, vì mình chuẩn bị mình ươm mấy cái hạt dưa leo, trồng dưa leo ăn cho nó vui. Rồi ok, cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu như bạn thấy clip hay hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.